xin chào đón quý vị đang đến với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi và được phát sóng vào lúc 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và đồng thời cảm thấy rất hạnh phúc, rất háo hức khi đón chờ xem hai món ăn ngày hôm nay chinh phục được Khẩu Vị Ngôi Sao như thế nào đây. Hai món ăn đó sẽ hấp dẫn và tình cảm sẽ gói ghém đặt vào hai món ăn đó ra sao với sự xuất hiện của một người nữ nghệ sĩ wow đáng yêu hết sức. Cô ấy là một gương mặt rất quen thuộc bởi tất cả những sân khấu lớn nhỏ khác nhau, bên cạnh đó là những bộ phim sitcom này, bộ phim truyền hình, rồi bộ phim điện ảnh nữa. Ai đây, ai đây? Quý vị chờ đón xem. Xin được chào đón sự xuất hiện của nữ diễn viên Gia Lưng. Trời ơi, Nguyễn đủ gợi cảm em ơi. Quá dữ luôn. Em vô, em vô nha, em vô. Dạ. Mời em ngồi, em ngồi đi em. Anh tự nhiên đi anh, tự nhiên đi. Nhà anh mà. Dạ. Nhà anh mà. Ôi vậy hả, em quên, em quên. Trời ơi gì đâu mà vừa ngồi vô cái phèo cái là vô bộ liền hả? Dạ em nhanh lắm, em xuống cái là vô thế liền. Dạ. Dạ. Gia Linh đi tới đâu là có nụ cười tới đó quý vị à. Dạ. Ngày xưa thấy bạn Gia Linh lúc nào cũng năng động mà tăng động hết. Có gia đình xong tự nhiên cái thùy mị nó na hẳn ra hả? Rồi bên cạnh đó là cái khả năng nấu nướng của em sao rồi? Trời đỉnh nha anh, đỉnh. Đỉnh, đỉnh. Từ khi mà lập gia đình xong rồi đỉnh đỉnh cao còn lên đỉnh cao hơn nữa. Trời em là cái gì cũng đỉnh hết á. Wow. Gia Linh là nổi tiếng về khả năng nấu nướng và nội trợ nha quý vị. Nhưng mà ngày hôm nay em không phải nấu. Vậy đó, vậy mới ghê. Mà không được ăn. Là em vô đây em làm gì? Làm phiền mọi người. À không, em làm sự hỗ trợ á. À hỗ trợ hả? Ừ. Tới đây sẽ có sự tham gia của hai bạn fan hâm mộ nữa. Bằng tất cả tình cảm và sự hâm mộ của họ, họ sẽ nấu ăn cho em ăn. Nhưng mà bên cạnh đó là đâu có đơn giản vậy. Họ sẽ gặp rất nhiều thử thách, rất nhiều chướng ngại vật. Em phải giúp cho họ vượt qua. Vậy hả? Đơn giản vậy thôi. Có nghĩa là em vô đây là em chỉ ngồi phè ra ăn thôi. Yên tâm, bây giờ là tụi anh sẽ chờ đợi cái đơn đặt hàng của em gồm hai món ăn mà em đang khao khát được thưởng thức nhất nha. Hai món ghi ra hai tờ giấy nha em. Dạ dạ. Mong là hai món ăn này là nhà hàng chúng tôi đã đầy đủ nguyên liệu. Dạ. Mình giữ bí mật ở đó nha. Dạ. Để lên bàn để lát nữa mình trao tặng cho hai bạn fan. Và bây giờ sẽ là sự xuất hiện của hai bạn ấy nha. Chờ xíu. Là hiểu em à. Nào. Bây giờ sẽ là sự xuất hiện của hai bạn trai đến đây với tất cả tình cảm dành cho thần tượng của mình. Đó chính là Nhân Trí và Công Toại. Xin mời. Trời ơi. Đẹp trai không? Ngồi tự nhiên đi, nhà của anh Hoàng á. À, chào hai bạn. Chà, cũng rất là trẻ tuổi nha. Nhưng mà tôi tin là các bạn cũng sẽ rất là giỏi trong việc nấu nướng. Nào, mình giới thiệu đôi nét về mình đi ạ. À. Xin mời bạn. Xin được tự giới thiệu, mình tên là Cao Nhân Trí. Hiện tại bây giờ Trí đang là MC. Xin mời bạn. À, xin chào anh Hoàng Gapper. Chào chị Gia Linh. Dạ. Chào bạn và chào tất cả quý vị khán giả. Mình tên là Công Toại, hiện tại là nhân viên văn phòng. À, mà chọc xí cho em hỏi một câu ngoài lề được không? Ủa rồi anh có người yêu chưa? Anh nhà ở đâu thế? Cứ ta lưu trong tim tôi chẳng nhớ đường về. Độc toàn thân, độc toàn thân. Đó. Hả? Độc toàn thân đó. Trời ơi, cái độc toàn thân nó nguy hiểm lắm nha. Trai độc thân, thân trời toàn ơi. Độc không. Dễ sợ. Trời đã đẹp trai rồi mà còn nấu ăn giỏi nữa. Gái chịu gì nói. Thôi, gái có gia đình rồi, té mất. Tình cảm của hai bạn như thế nào dành cho Gia Linh? Mình ấn tượng về Gia Linh thì mình xem một cái vở kịch dài ở trên truyền hình đấy, thấy Linh đóng một cái vai là cái cô bé phụ bán bún. Yeah. Không biết cái vở kịch đó thì lâu rồi Trí không còn nhớ nữa. Yeah. Nhưng mà Trí rất là ấn tượng thì ngày đó Trí nhớ là Linh không có được tròn như bây giờ. Linh không có được tròn như bây giờ. Tròn đáng yêu dễ thương. Doraemon, Doremi này nọ dễ thương. Để cho cái quán bún đó nó có khách đó thì bắt đầu là Linh mới đóng cái vai phụ. Cái người phụ bán đó làm đủ mọi cách hết. Nhớ rất là kỹ. Cái điều mà Trí ấn tượng và thích Linh cho tới bây giờ đó chính là làm đủ mọi cách là bằng cách là văn nghệ nè. Hát cái này cái kia, đang hát giọng cổ chuyển sang nhảy hip hop luôn. Chứ nó trời, tại sao lại có một cái cô diễn viên mà nhỏ nhỏ xinh xinh mà lại duyên dáng mình như vậy không? Và ngày hôm nay Trí cũng rất là mong muốn là gặp được Linh thực tế như thế này và được chiêm ngưỡng lại cái vũ điệu hip hop ngày xưa đó. Cái đường không em? Quên mặc váy sao nhảy. Mặc váy làm sao nhảy hip hop được. Còn riêng với Toại thì sao? Bạn ấn tượng với Linh như thế nào? Em biết chị Linh thì cũng qua TV thôi. Yeah. Xem những tiểu phẩm diễn hài. Thích nhất là cái nét mà diễn tự nhiên mà đáng yêu á. Nhìn nhí nhảnh. Dễ thương ha. Dễ thương. Khách mời nghệ sĩ mà fan hâm mộ bày tỏ tình cảm ấn tượng. Khách mời vậy nè. Trời gì vậy trời. Xong cái tính rồi mà dễ thương đưa mặt. Gì vậy Linh? Người ta ngại mà.
Tiết lộ với các bạn biết là ngày hôm nay không chỉ là chúng ta nấu ăn cho Gia Linh ăn mà thôi, mà chúng ta còn khám phá được rất nhiều bí mật mà có khi chưa bao giờ cô ấy chia sẻ ở bất cứ đâu. Bởi ba cái từ khóa nằm ẩn trong ba cái ẩn số. Nhiệm vụ của hai bạn, bạn Toại và bạn Trí, cố gắng vượt qua từng thử thách một. Ai giành được nhiều chiến thắng hơn, người đó sẽ có rất nhiều đặc quyền để có được sự hỗ trợ của Gia Linh nè, của chương trình nè. Sẵn sàng nha. Ok. Ok. Và bây giờ xin mời hai bạn cầm bảng lên. Bây giờ sẽ là câu hỏi đầu tiên. Các bạn chú ý lắng nghe câu hỏi. Đầm nào sau đây nằm ở tỉnh Thừa Thiên Huế sở hữu món đặc sản đặc trưng nổi tiếng luôn là món bánh khoái cá kình? A. Đầm Chuồn. Đầm Chuồn. Chuồn. Đầm Chuồn. B. Đầm Ô Loan. Và C. Đầm Sen. Xong. Xin mời các bạn đưa ra đáp án. Than than than. Trí chọn Đầm Ô Loan, còn bạn Toại chọn Đầm Chuồn. Hai đáp án. Ủa không ai chọn Đầm Sen nha. Trời ơi, chọn Đầm Sen nó chắc tôi xỉu luôn. Như vậy là chắc chắn là một trong hai bạn sẽ có một người đúng. Đây là một đầm trong hệ thống đầm Phá Tâm Giang thuộc huyện Phú Vang, cách trung tâm thành phố gần 15 km. Và nơi đây có rất nhiều món qua bánh khoái cá kình độc đáo nè. Mà cái phần nhân bánh sử dụng nguyên con cá kình tươi với thịt ngọt béo. Bánh khoái thì ăn cùng với nước mắm pha nhạt. Và đây chính là đặc sản tại Đầm Chuồn. Yeah. Chúc mừng bạn Toại. Yeah. Thì số bây giờ đã là 1-0 nghiêng về bạn Toại. Cố gắng lên chị ơi. Không sao, còn có hai câu lận mà. Bây giờ Toại được quyền lựa chọn ẩn số. Số mấy nè em? Thôi đầu tiên em chọn số 1 luôn đi. Rồi xin mời số 1 với từ khóa sau đây. Anh đường anh, em đường em. Ủa là sao? Nó không có liên quan gì tới cái đường hết trơn hết trời, mà nó lại là liên quan tới cái bột ngọt. Là sao? Có nghĩa là em bị dị ứng bột ngọt. Dạ, em không có ăn được bột ngọt. Tại vì hồi đợt đó là em đi diễn ở ngoài Bắc á. Cái em mới đi mì ăn chính, mì chính. Đúng ngoài rồi, đấy. Em đi bột ăn ngọt, phở. Em đi ăn phở xong nhưng mà tại vì em không có để ý. Ăn xong về cái tự nhiên em bần thần người, em buồn nôn. Em buồn nôn cái em mắc ói. Em sợ liền anh. Cái ông anh mà đi diễn chung với em á hỏi là nãy mới ăn cái gì. Em nói là dạ em đi ăn phở. Cái anh mới nói là rồi, coi như là đúng luôn á. Tại vì ở ngoài miền Bắc thường thì người ta bỏ mì chính rất là nhiều. Cô Gia Linh là huyết áp là không hợp với lại cái bột ngọt. Nên lát nữa đây các bạn chú ý nha. Bột nêm, đường, muối thì được. Mình bỏ nhiều chút bột ngọt. Trời đó, cái ghế rung rinh rồi đó. Cái ghế diễn viên rung rinh rồi đó. Cẩn thận. Bây giờ sẽ là câu hỏi thứ hai. Đây là một câu đố dân gian, đố vui. Bông nào đi ngàn dặm? Hết. Vậy đó. Ủa cái câu vậy thôi ha. Vậy thôi đó. Bông nào đi ngàn dặm? Xin mời 3, 2, 1. Đáp án. Chà. Bông lao. Có lao là phóng cho lao. Phóng là hay. Lao nó okay. Đi xa đó. Còn bạn Toại ạ. Em mới ghi được chữ bông. Chữ bông. Bông xanh, bông chắc là bông mơ rừng ơi. Dạ, đáp án là ngàn Hán Việt là thiên. Thì bông ngàn dặm, bông thiên lý. Chính xác. Trời ơi. Dạ, không ai trả lời đúng nghe luôn. Có khi câu này mà được cái huy hiệu thần bếp còn tức dữ nữa. Nào, xin mời Gia Linh hãy lựa chọn ẩn số tiếp theo. Em chọn số 3 đi. Số 3 ha. Dạ. Trời ơi, có huy hiệu thần bếp kìa, uổng quá. Mỗi hồi năm mà một trả lời lần được nấy rồi. Cho ai mà sở hữu được huy hiệu thần bếp giống như được ông táo phù hộ vậy đó em. Là sao anh? Là thoáng đổi vị trí em vô nấu bếp luôn. Thiệt á? Thiệt. Trời hên quá. Trời, em biết được em mới thấy hên. Mỗi năm một lần là sao hen? Em giống như hoa đào nở vậy. À, không phải, mỗi năm một lần có nghĩa là ở trong gia đình em có một cái truyền thống là một cái món ăn đó là món ăn khổ qua. Dạ, giống như là khổ qua là cuối năm mình ăn cho qua cái khổ vậy đó. Đúng dạ, rồi. Nhà nhà em là cứ gần cuối năm cái là mua nấu một nồi khổ qua bự vậy đó, khổ qua dồn thịt. Bắt là nấu lên cả nhà cùng ngồi quay quần ăn khổ qua cứ niệm câu thần chú là ăn cho qua cái khổ nè, ăn cho qua cái khổ nè đó. Dạ. Mà qua năm vẫn khổ thôi. Không, quan trọng là giá trị tinh thần khi mà cả nhà ngồi chung với nhau. Dạ đúng rồi. Rồi như vậy là chúng ta đã vượt mất cái huy hiệu thần bếp. Không sao hết. Bây giờ sẽ là cơ hội cuối cùng. Và hy vọng là bạn Trí cũng sẽ cố gắng để vượt qua nha. Bây giờ sẽ là một cái thử thách liên quan đến vận động. Nào làm nóng cơ thể của mình. Và quý vị đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Đây là phần đạo cụ cần thiết cho vượt qua thử thách thứ ba để giúp cho hai bạn vượt lên để giành quyền ưu tiên đặc biệt của mình. Nào, xin mời hai bạn sử dụng ống hút. Trong vòng 2 phút,
Nhiệm vụ của mình rất đơn giản, hãy hút những loại đậu cùng với cái màu mình đã chọn. Trời đất ơi, dĩa này hút. Sao mẹ ác vậy mẹ? Trời ơi con ơi, bây giờ thiên nhiên đâu đây nữa, kia chim chóc đâu mà mời nó bay xuống đây được, đây là cái phim trường. Trời ơi mẹ ơi. Nên bây giờ mẹ nghĩ là chỉ có cái ống hút là hợp với cái luồng hơi của hai con thôi, thanh niên trai tráng mà. Là bây giờ hút luôn anh? Ừ, hút đi con. Các con chuẩn bị nha. Ai nhiều đậu hơn là người đó thắng ha. Chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu. Hút khí thế vào. Hãy xem như nó là những viên chân châu vậy đó. Ai, chân châu là mình nuốt mình nhai luôn á. Hút vừa vừa mấy đứa ơi. Hút quá mạng, nó mạnh quá, nó bay lên mũi luôn á. Mấy phút anh? 2 phút bạn ơi. Ráng lên. Bạn Toại là màu đen nha. Trời ơi, nó dính trong bạn đó. Bạn Trí là bạn màu trắng nha. Rồi. Trời, Trí thay đổi chiến thuật, thay đổi tư thế của mình luôn nè. Trời ơi. Toại có tư thế cũng hơi mỏi ha. Kệ, miễn sao thấy hợp lý, hợp lệ là được. Dạ. Quan trọng là đừng có hút lộn cái màu của đối phương. Ghê thiệt, hai bạn này chắc uống trà sữa dữ lắm nè. Đúng rồi, có kinh nghiệm hút. Đúng rồi, kinh nghiệm. Kinh nghiệm hút. Hút chân châu dữ lắm nè. Lia lịa luôn. Chuẩn bị đếm ngược. 5 4 3 2 1 hết giờ. À rồi, chúc mừng các bạn. Rồi bây giờ mình đếm cái phần của bạn Trí trước. 1 2 3 4. 9 x 5 = 45. Thêm một hộp đây là 46 hộp. Em đếm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 x 5 là 55 hộp. Bên đây là 46 hộp. Thế như vậy là với 55 hộp rất là chuẩn, dạ, của bạn Toại lại tiếp tục giành chiến thắng ở vòng cuối này, nâng tỷ số lên 2-0 và bạn đã giành được quyền ưu tiên đặc biệt dành cho mình. Chúc mừng Toại. Và từ khóa cuối cùng sẽ thuộc về bạn, từ khóa số 2. Xin mời. Từ khóa số 2 đổ mồ hôi sôi nước mắt. Anh có biết cái món mà gà tìm ớt hiểm không? Cái món đó rất là giả mang mà. Con gà nó tìm cái gì nó không tìm. Nó đi tìm ớt hiểm. Trời ơi. Trời ơi, em ăn vô mà em nói hả? Trời ơi, nước mắt, nước mũi rồi mồ hôi nó đầm đìa ướt hết áo. Wow. Em nói là ăn mà bị đau bao tử nữa, ăn xong đợt đó là em không dám ăn nữa. Ăn đũa đầu tiên thấy còn chấp nhận được. Dạ không, ăn hết nồi. Cũng vừa lắm. Đợi ăn hết nồi mới nói ô cho em chịu không nổi. Không phải, tại em rất thích ăn cay nhưng mà ngặt nó cay quá. Cay quá. Nó cay chịu không nổi luôn. Như vậy là chúng ta đã biết được là mặc dù Gia Linh thích ăn cay nhưng đừng ở cấp độ quá cao, cấp đúng độ 7 rồi. Cấp độ chủ nhật là cô chịu hết nổi liền. Dạ. Rồi, cảm ơn Gia Linh với sự chia sẻ đó. Cảm ơn anh. Và với sự chiến thắng của bạn Toại thì bạn đã giành được đặc quyền ưu tiên đặc biệt của mình. Đây. Một bên là hến xúc bánh tráng, một bên là bánh xèo tôm nhảy. Wow. Wow. Ủa, Huế nè, Bình Định nè. Đúng rồi. Ủa, em thích ăn món miền Trung? Dạ đúng rồi, tại vì em là người miền Trung. Em quê đâu vậy? Em quê Phú Yên. Thôi em chọn bánh xèo đi. Bánh xèo tôm nhảy. Rồi, chúc mừng bạn. Bánh xèo coi vậy chứ phải khéo tay nha, đều tay lắm rồi, nha. Đúng rồi. Rồi, như vậy là hến xúc bánh tráng đã thuộc về bạn Nhân Trí. Đặc quyền tiếp theo của Toại, em chọn phần bếp bên trái hay bên phải theo góc nhìn của khán giả. Quan trọng nha, tại vì mỗi bếp nó có một cái chướng ngại vật khác nhau đó. Anh có cho em biết trước được không anh? Một bên là ở dưới là cái hầm trong, một bên là treo đầy những rắn rít, trăng, bọ, rồi hổ, báo, vân vân các kiểu. Trời sao mẹ ác vậy mẹ? Trời ơi, vậy mới là mẹ cám chứ con. Dễ sợ thiệt luôn. Thôi trong gai đi. Trong gai là bên trái đúng không? Đúng rồi. Được rồi, Nhân Trí à, con chọn bên phải. Dạ mẹ. Rồi ok, như vậy là bạn Toại chọn bên trái, còn bạn Nhân Trí chọn bên phải. Chúc hai bạn may mắn và thành công. Và bây giờ xin mời Gia Linh chúng ta cùng nhau chinh phục khẩu vị ngôi sao. Và bây giờ xin mời quý vị đến với gian bếp rất tuyệt vời của khẩu vị ngôi sao. Hai đầu bếp chúng tôi ở hai bên cánh trái và cánh phải cũng đã sẵn sàng với rất nhiều sự khó khăn, những chướng ngại vật. Chàng mà nó chướng lắm à. Chướng không? Chướng ghê lắm. Chướng cỡ ganh không? Không có đâu, chướng là cái tính của em á. Người ta chướng ở đây là tại vì chưa bao giờ một cái đầu bếp nào mà nấu ăn trong cái tình trạng quái gở, quái ganh gì hết. Nhưng mà làm sao? Nè bên đây nè, theo góc nhìn của khán giả nè, bên trái là của bạn Toại. Bạn Toại phải vừa đội một cái nón mà phải nón của siêu đầu bếp. Nón siêu to khổng lồ. Trời ơi. Không được làm lớp nó nha. Đó, làm lớp nó Phạm Huy nha, đội vô. Bên cạnh đó là bạn phải tháo giày ra. Đi lên thảm gai này. Trời ác quá vậy. Thảm này, thảm massage. Và bây giờ sẽ là khu bếp bên phải theo góc nhìn của khán giả. Thì đó chính là bạn Trí, Nhân Trí. Và sẽ phải ngồi trên cái trái bóng này. Nhiệm vụ của bạn là không được rời cái vòng ba của mình ra khỏi trái bóng. Đó, vậy nha. Và bây giờ thì xin mời hai bạn hãy vào vị trí. Cố lên.
lên, cố lên, cố lên. Cố cái gì? Cái chữ cố lên phải dành cho em đó. Trời ơi, em làm gì đâu cố lên, ăn sao là... không làm? Ăn là nghề của em. Ăn là cái chuyện sau này. Mỗi gian bếp của hai bạn đều có thử thách chờ bạn. Muốn đồ ăn ngon không? Ăn ngon. Nếu mình không vượt qua thử thách, coi như món nó thiếu đi cái hương vị đó, làm sao mà ăn ngon được? Đúng rồi, làm. Nào, xin mời bạn qua phòng khách ngồi. Em ơi, dễ gì ở nhà có được cảnh này em ơi. Thì đó, cái hình ảnh mà trai mà còn trai đẹp lắm. Chưa bếp đâu ăn. Bở. Chưa, quyến rũ. Hiếm hồi lắm. Anh Hoàng ơi. Dạ, chưa gì hết mà coi tì kìa dạ. Em muốn dùng dao để dao. Em gọt. Dao kìa. Thì cái thử thách nó nằm ngay cái dao. Bây giờ phải vượt qua thử thách thì mới được sử dụng cái dao. Mà người vượt thử thách là em. Đọc đề đi em. Bạn hãy bịt mắt và thưởng thức 5 món ăn và gọi tên chính xác của chúng. Được 3 trên 5 món ăn là hoàn thành nhiệm vụ. Chưa gì mà được ăn nữa. Mời em phải đoán xem món này món gì nha. Dễ dễ trước nha. Đó, ăn nè. Đoán nè. Gì vậy? Quen lắm. Khoai. Khoai gì? Khoai mì. Giỏi, khoai mì chính xác một món. Bây giờ là thử món khác nè. Vô. Cái gì vậy? Em anh mà. Ok, ghê thiệt. Anh tưởng đâu là em cũng chỉ nhấp nhẹ thôi rồi em sẽ phun châu nhã ngọc ra chứ ai về em nuốt luôn. Vô nha. Củ môn đúng không anh? Củ môn, chính xác. Đúng rồi. Yeah. Vậy là đủ rồi hả anh? Đủ rồi. Dạ. Chúc mừng em, xài dao đi. Dạ. Cảm ơn chị Linh nhiều nha. Anh ơi, nhưng mà cái này là em ghim nha. Anh Hoàng ơi. Ở sao dạ cưng? Bây giờ em làm bột nhưng mà nó bị dán cái này, bây giờ phải thử thách nữa rồi. Luôn lấy cái bột để đổ bánh xèo, không có bột thì làm sao hành bánh xèo. Trời, em đọc thử thách đi. Bạn hãy bịt mắt và tự chọn một trong ba hũ gia vị để pha hoàn tất ly nước chanh và uống hết nó. Ghê thiệt. Đây là ly nước cốt chanh thôi nha. Dạ. Ngay tầm tay của em nó sẽ có ba cái khẩu phần khác nhau. Nhưng mà ai biết được đâu là đường, đâu là muối, đâu là phấn make up. Trời ơi, có luôn hả? Hiểu không? Trời ơi, kỳ quá à. Em tưởng vô đây được ăn thôi chứ. Thôi, nó giỡn, không có phấn make up đâu. Một sáng dây á. Rồi, à. Rồi, bây giờ cho em chọn nha. Rồi, em chọn đi. Giữa đi anh. Giữa. Dạ. Thay đổi quy định không? Không. Anh gian lắm nha anh Hoàng. Rồi, em khuấy đều lên. Ê, em thấy là nó có cợn cợn đó. Nó cũng giống đường lắm đó. Bột sắn là nó không có được như vậy. Bột sắn thì nó khuấy mịn lắm lên. Nhưng mà cũng có thể là muối. Em uống cái ực nha, nha Linh nha. Chứ em uống nhấp nhấp là nó khó chịu lắm Linh nha. Thử. Thấy chưa? Yeah, đó là nước đường. Hay quá. Hên quá em ơi. Em mở ra được chưa? Rồi, được, mở ra rồi. Đây quá chị ơi, vậy rồi. Như vậy là bạn Toại đã toại nguyện. Xin mời bạn sử dụng bột. Anh Hoàng ơi. Dạ, cái gì nữa hả? Em đang cần cái nguyên liệu là xả với tỏi băm. Em thấy cuộc đời em không bình yên hả? Nhưng chị Linh phải hoàn thành cái nhiệm vụ này em mới sử dụng được cái nguyên liệu này. Nhiệm vụ như sau: bạn hãy mang cặp chân vịt đeo quan gánh lấy nguyên liệu về cho người chơi. Ok, cái đồn là bạn mới uống nước đường nên năng lượng nhiều lắm, tiếp thêm vitamin C mà. Đứng lên nào, mang chân vịt vào. Rồi nè, rồi. Không có đơn giản gì đâu à. Em phải đi qua cầu thang nữa đó. Em thấy để cái cầu thang đó là em nghi rồi. Anh nghi rồi à, đâu có dễ dàng gì đâu mà. Đâu phải mà sân khấu diễn kịch đâu mà để đạo cụ đó mình diễn cái tình huống. À, thông minh nè. Đó, để bằng chân ngang ra nè. Có khi em thi xong phần này em đi hai hàng luôn. Đó. Quá dữ. Quá dữ. Nè, rớt là đi lại từ đầu nha, các bạn nè. Không được rớt banh nha. Ủa vậy hả? Ừ, trời ơi, quan trọng mình phải bảo vệ tài sản mình chứ. Rồi. Vậy mình mới buôn bán được. Anh quá, thấy em quá. Khéo không? Đó. Hay quá. Sắp tới rồi. Cố lên chị Gia Linh ơi. Gia Linh xả. Đây. Xả ra chị. Quá giỏi. Đây, xả đây. Tỏi băm. Trời ơi, cảm ơn chị nhiều lắm. Rồi làm đi, làm sao bắt tay được, làm sao bắt tay được. Chán anh thiệt luôn. Thiệt, đi. Đừng có bắt em. Cố lên chị Linh ơi, sắp được ăn rồi. Thực sắc. Mình ra ngoài mình uống nước nghỉ ngơi xíu em ơi. Hai bạn ráng cố gắng nấu cho ngon nha. Ráng nấu ngon nha.
Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với phần thưởng thức ẩm thực bằng tất cả những tình cảm mà hai bạn ấy dành cho Gia Linh nha. Một bên là bánh xèo tôm nhảy của bạn Toại, một bên là hến xúc bánh tráng của bạn Trí. Thì không biết là người đẹp của chúng tôi là muốn thưởng thức món nào trước? Em sẽ thưởng thức cái món mà gần em nhất. Gần về tỉnh thành đó. Dạ đúng rồi, gần về cái tỉnh thành đó. Dạ giống như em quê em ở Phú Yên nè. Gần Phú Yên là ở đâu? Bình Định. Phú Yên Bình Định, đó, Bình Định. Dạ, gần chút nữa là Bình Định. Bình Định. Đây. Trước. Rồi dạ. Xin mời em. Wow, thấy con tôm là em nghĩ sẽ rất bánh là giòn đây. Bánh xèo cái gì mới đẹp. Để em chan vô đây đi. Đó, chan nó, nước chấm quan trọng lắm nha. Chính xác. Mấy quán ăn mà hơn nhau hay không là nhờ nước chấm. Dạ đúng rồi. Thơm quá, đứng xa xa nghe mùi thơm của nước mắm rồi đó. Anh muốn ăn không nè? Lát đi, em ăn trước đi. Rồi. Nè, cắn vô nè. Em có thể xin miếng nước mắm nữa được dạ, không? Dạ, trò của em á, em muốn làm gì cũng được, em húp hết cũng được luôn cưng ơi. Trời, nhìn đắm đuối luôn. Em ăn ngon là anh vui rồi. Thật ra là lần đầu tiên mà em ăn một cái món ăn mà vô chai nấu. Ôi, đó. Rất là xúc động. Trước tiên là em phải cảm ơn bạn Toại trước. Ừ. Nấu cái món này cho em ăn. Thật sự cái món này á, thì cái quan trọng nhất là cái nước mắm. Đúng. Thì em nấu cái nước mắm trước. Cái nước mắm á, ở đây gọi là hơi mặn chút. Hơi mặn chút xíu. Dạ. Mà nó đúng khẩu vị của em không? Hay là nó hơi vượt mức mặn rồi? Em thì em thích nó chua ngọt đi. Đúng rồi, nó chua ngọt chút xíu nữa. Cái này nó hơi mặn, nó hơi nghiêng về mặn một chút xíu. À. Nhưng mà thật ra là bạn nói như vậy là rất là ngon rồi đó anh. Chuẩn. À rồi, cảm ơn bạn. Rồi bây giờ xin mời Gia Linh sẽ uống miếng nước. Chu đáo quá. Dạ. Để mình trả khẩu vị lại số 0 để giữ công bằng cho bạn Trí. Rồi đây, đây là món ăn của Nhân Trí. Dạ, em thử luôn nha. Ủa mà không biết là món ăn này ở ngoài miền Trung người ta có ăn chung với nước chấm không Trí ha? À, tùy theo dùng, nhưng mà phần lớn là người ta sẽ nêm nếm trong cái hến này nó vừa đủ luôn. Vừa đủ luôn. À, không cần phải chấm thêm. Mà cái thành phần nó rất là nhiều nữa thì nó có gây khó khăn nhiều cho Trí không? À, nó chỉ gây khó khăn là cái ban đầu thôi. Ừ. Là mình phải phi xả với tỏi ớt như thế nào á mà cho nó thơm, nó vừa chín đều là bắt đầu á. Cái giai đoạn đầu tiên rất là khó. À vậy là phải nhanh tay ngay đúng từ rồi. Giai đoạn đầu tiên chứ không mà để lâu quá thì bị khét. Sao trời nghe rộp quá người ơi. Bánh tráng rất là giòn. Em rất là khó xử luôn á, trong khi đó hả hai món thực sự món nào cũng rất là ngon. Vậy trả lời đi, món này ngon không? Ngon. Nó đậm đà không? Đậm đà. Món này em ăn rất là ưng miệng. Ồ vậy và hả? Rất là vừa. Rồi chúc mừng cả hai món ăn. Và bây giờ sẽ là phần quyết định của Gia Linh nha. Dạ. Món hến xúc bánh đà của bạn Nhân Trí hay là món bánh xèo tôm nhảy của bạn Công Toại, món nào giành chiến thắng ngày hôm nay? Thật sự đối với em mà nói là em rất thích cả hai món luôn. Nhưng mà nếu mà nói mà để mà nói một cách công bằng á thì cái món mà chiến thắng trong ngày hôm nay đó là hến xúc bánh tráng. Chúc mừng bạn Nhân Trí. Và đây, phần thưởng trị giá 5 triệu đồng đã thuộc về người thắng cuộc ngày hôm nay. Chúc mừng Studio Bếp, bạn Nhân Trí. À không, dạ mời bạn Gia Linh. Ủa? Dạ. Ôi Gia Linh chào, nó mới quý em hả? Vậy hả, em tưởng cho em luôn chứ. Em được quá nhiều phần quà ngày hôm nay rồi mà. Dạ, rồi. Cảm ơn bạn. Cảm ơn Linh nhiều lắm. Nè Linh ơi, trao thêm phần quà nữa cho Trí nè. Tưởng của em nữa chứ. Dạ, của em là hai món ăn vô giá kia rồi. Còn đây là một phần quà nữa. Thôi Linh ơi, tặng luôn cho bạn Công Toại để bạn cảm thấy vui nào. Cảm ơn bạn Toại rất là nhiều. Cảm ơn hai bạn. Cảm ơn anh. Cũng phải cảm ơn Gia Linh nữa. Dạ. Bạn cũng đã làm rất nhiều điều lần đầu tiên ngày hôm nay. Lần đầu tiên tôi thấy bạn chia sẻ rất nhiều kỷ niệm về ăn uống. Dạ. Khá là thú vị. Lần đầu tiên được trai nấu cho ăn mà nó ngon miệng hết sức. Đặc biệt là cái chỗ đó, lần đầu tiên mà trai nấu cho ăn mà trai đẹp nữa mới đau vậy. Cảm ơn Gia Linh và chúc cho Linh mãi mãi hạnh phúc và luôn luôn được sự yêu mến của tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn anh. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi sẽ được tiếp tục phát sóng vào lúc 17:50 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.